ở trên vùng cao mà bằng tuổi này là lấy vợ mà mấy con rồi đấy. Chỉ mấy con. Dạ. Nhiều lắm đừng con, mấy tuổi. Hay là lấy vợ cho nhanh khỏi bệnh à? À. Xin được chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với video tiếp theo của Đạt đến rồi. Vâng, thưa quý vị, thì như vậy là Đạt đã thực hiện xong chương trình bốc thăm may mắn dành cho những quý bệnh nhân điều trị tại Phúc Lâm Bảo Đường cơ sở 1. Và chỉ một vài giờ nữa thôi thì Đạt sẽ tức tốc bay vào trong cơ sở 2 tại Vũng Tàu để thực hiện nốt chương trình dành cho những quý bệnh nhân tại cơ sở 2 Vũng Tàu. Và trước khi đi thì Đạt cũng muốn là về với Phúc Lâm Bảo Đường cơ sở 1 để nói lời chào tạm biệt tới các quý bệnh nhân, cũng như là cập nhật thêm tình hình về tình trạng sức khỏe của Trá. Bởi vì là trên kênh thì Đạt cũng có là nhận được rất là nhiều những bình luận của quý vị khán giả cũng rất là quan tâm đến cái tình trạng của Trá hiện tại bây giờ như thế nào. Thì Đạt cũng xin được nói qua một chút là cái tình trạng bị lao xương và lao phổi của Trá ấy, thì là bắt buộc là phải điều trị bằng kháng sinh. Cho nên là trong cái thời gian qua ấy, thì là Đạt đã sắp xếp cho Trá là ở trong Phúc Lâm Bảo Đường để các thầy của Phúc Lâm Bảo Đường cũng tiện theo dõi về cái sức khỏe của Trá hơn. Và khi mà sử dụng về kháng sinh như vậy thì là cũng gây lên nhiều cái sự mệt mỏi dành cho Trá, bởi vì là uống cái thuốc kháng sinh đó nó là cái thuốc kháng sinh liều cao, cho nên là Trá cũng lúc nào cũng rất là mệt mỏi và thậm chí là bây giờ là vẫn chưa thể đi học được quý vị ạ. Và như quý vị có thể thấy là hôm nay Phúc Lâm Bảo Đường cũng rất là đông bệnh nhân. Thì lát nữa thì Đạt sẽ lên đó và nói lời chào và cũng như là những lời chúc sức khỏe dành cho những quý bệnh nhân đã tin tưởng đến Phúc Lâm Bảo Đường để điều trị quý vị ạ. Vâng, thưa quý vị, là đến ngày hôm nay thì sức khỏe của Đạt cũng chưa đi vào ổn định đâu. Đấy, như quý vị có thể thấy là cái giọng nói của Đạt cũng đã có những sự thay đổi rồi, nó khàn tiếng. Hy vọng mà vào trong cơ sở 2 ở Vũng Tàu thì không khí nó ấm áp hơn thì có lẽ là bệnh cúm này nó sẽ thuyên giảm quý vị ạ. Chào chào các bạn. Dạ. Ôi hôm nay đông các bà quá các ông. Dạ. Vâng, chào chào các ông bà nhá. Vâng. Tôi là tác phẩm của Đạt là hâm mộ nhất là từ miền Nam ra. À thế à? Nhưng mà miền Nam là có cơ sở 2 mà sao ông không vào cơ sở 2? Tôi ra ngoài tôi biết. À đấy ạ. Tôi là Bình Phước. Ông ạ. Ông là Phong Hòa Bình, chắc Đạt biết rồi. Vâng ạ. Bùi viết Phong Hòa Bình, Cao Phong này. Vâng. Mua thuốc 5 tháng này rồi. À. Bà hôm nay xuống xem có rút được không? Bà khỏi 80% rồi. Ui rồi. Gần quá rồi, vâng, tiên đình của bà còn khôn rồi, hát hò thoải mái rồi. Chức rốt lắm, không biết gì cả. Chúng như là người cái tầm cảm ấy. Bây giờ khỏe hẳn rồi. À thế ạ. Đây bà đang ngồi đấy khỏe hẳn rồi. Đâu, bà nhà mình đâu ông? Bây giờ xem đây, bác sĩ nó chào ông bà. Dạ. Đi miền Nam. Ông thoải mái rồi. Vâng. Đẹp rồi. Ông nhìn đẹp mãi rồi. Vâng. Từ từ là máy tư tưởng. Vâng ạ. Bà bảo đau gối quá nay bà muốn lên đây đấy tuần để cho nó khỏi. Vâng. Nhưng mà giờ bác sĩ lại cho thắng thuốc về để uống chứ không cho ở đây à? Thì cái huyết áp của bà có ổn định không? Ổn định, huyết bạn này bác bảo hơi cao rồi không phải gì, mọi khi là cứ ổn định. Vâng. Thì chắc là cũng có cái lý do gì đấy. Thế thì hẹn một tháng nữa thì bà cứ uống hết thuốc xong rồi một tháng nữa thì lên bà nhá. Vâng. Bà thích ở đây. Vâng. Bác sĩ cũng muốn là cho bà ở đây để điều trị nhưng mà chắc là vì một cái lý do nào đấy. Vâng. Dạ. Ông ạ. Dạ. Chào chào ông. Vâng. Báo cáo với các ông các bà là lát nữa là vài tiếng nữa là cháu lên máy bay là bước vào trong cơ sở 2 để thực hiện cái chương trình giúp thăm may mắn cho quý bệnh nhân ở trong kia. Thế là cũng vào đây để nói lời chào tạm biệt cũng như là lời chúc sức khỏe đến tất cả các ông các bà đến đây điều trị thì là sức khỏe cải thiện thật tốt. Đấy. Để mà mau chóng về với gia đình. Dạ vâng. Dạ. Dạ. Đâu thế đây, bà nhà ông đâu? Đâu à? Đấy bà ra đây, đây đây. Bây giờ đi rồi cười. Đây nhiều bà lắm rồi ông. Ông chỉ nhầm là bà lại đánh ông. À đây à? Bà à? Vâng. Đây à? Vâng. Chào anh nhá. Ăn muối nhá. Đây à, bà thế là cái bà là bị tiền đình à bà? Vâng, bà bị tiền đình với lại gai đôi cột sống này, thoát vị đĩa đệm với lại hai đầu gối với thần kinh tọa nữa. À thế ạ. Vâng. Thế thì bà đã đến Phúc Lâm Bảo Đường điều trị chưa hay là mới sử dụng thuốc đầu thôi? Đầu tiên xuống khám nhưng mà đau quá, con nhà bà bế lên cái này không đi được. Vâng. Thế là bác sĩ bảo là bây giờ phải bà lấy thuốc về nhà điều trị thôi, ở đây điều trị thì không ai chăm sóc cho, thế là bà lấy thuốc về.
Vâng. Về coi như tháng này là vừa 5 tháng rồi đó. Đây bà quay đây cho quý vị khán giả. Vâng. Vâng. Coi như 5 tháng uống thuốc là đi được rồi, vì trước chân này nó bị teo, coi như bà đi là phải nhấc lên là mới đi được. Vâng. Thế chân này bây giờ nó đã đầy lại chưa hay là bây nó vẫn teo? Coi như cũng tạm được rồi ạ. Vâng. Đầy, bây giờ cái đầu gối này nó bị khuỵu xuống này. Vâng. Không mà không đi được. Vâng. Lên cái dốc cái bọc chỗ nhà anh đây này mà không trèo được, thế là bác sĩ bảo thôi cho thuốc cho bà về nhà uống thôi, không thì ở đây không có người chăm sóc. Vâng. Thế là sau cái thời gian 5 tháng sử dụng thuốc của Phúc Lâm Bà Đường thì bà thấy thế nào rồi? Vâng, coi như uống được tháng được 25 ngày thì bắt đầu bà tập bỏ tay là đi được. À thế ạ. Ở nhà là ông toàn phải phục vụ về bế đấy, dìu coi như là vệ sinh cá nhân các thứ là toàn ông làm cho hết. Rồi cả còn cả tiền đình nữa, lúc nãy tôi thấy ông chia sẻ là bà cũng bị tiền đình. Vâng, bị tiền đình lâu năm rồi ạ. Vâng. Thế là uống thuốc vừa xương khớp vừa tiền đình thì bà cũng khỏe rồi. Vâng. Cũng khỏe rồi. Đấy, tuyệt vời đấy, lúc nãy là thấy ông chia sẻ là ông phấn khởi quá. Vâng, phấn khởi lắm cả. Vâng. Ông cũng người Mường Nhân Hòa Bình ấy, Đạo Phong ấy. Dạ vâng. Gặp chị Duyên nãy vừa mua lọ thuốc cho người ta. Vâng. Thuốc trên người ta ông muốn nhiều lắm nhưng mà ông bận chưa lấy được. Dạ vâng. Thì hôm nay ship thuốc. Dạ vâng ạ. Thế chúc Đạt Vạn Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ nhé. Cảm ơn. Chúc nhiều sức khỏe ông ạ. Đấy. Bà từ Lạng Sơn hôm nay mới đến. Vâng ạ. Chưa có phim miếc gì. À thế ạ. Thế thì đau lưng thắt lưng này. Vâng. Chưa đấy. Đi khám lần nào. Đấy quý vị nhớ nha, những bệnh nhân nào mà sắp sửa tới Phúc Lâm Bảo Đường để mà khám các bệnh về xương khớp ấy thì là quý vị nên là chuẩn bị sẵn cái phim chụp để cung cấp cho bác sĩ đấy, để mà có thể đánh giá được chính xác cái tình trạng bệnh của mình như thế nào để đưa ra cái phương án điều trị cho nó được chuẩn xác. Đến thẳng đây luôn. Vâng. chưa chụp phim. Vâng, thế thì chưa chụp bao giờ mà thấy đau thắt lưng cứ. Vâng. Đi một đoạn nó đau, nó là như thế này bà. Ừ. Thật ra thì cái xương của bà ấy là mình phải chụp chiếu mà kiểm tra được cái mật độ xương của mình như thế nào. Như bây giờ bà cao tuổi như này thì rất là dễ là có cái gặp cái tình trạng là bị vôi hóa, xương nó bị vôi hóa, đấy, bị loãng xương đấy. Thì là khi mà nắn chỉnh, có thể nắn chỉnh rất là nguy hiểm. Đấy nên là tại sao mà cần phải có kết quả phim chụp chiếu là như thế. Còn cái vâng. Hôm trong năm thì ấy nó bảo có nguy cơ loãng xương, mới đấy. Có nguy cơ rồi nó bảo. Vâng, có nguy cơ. Vâng, thôi được rồi, thì lát nữa bà lên khám xem thế nào bà nhé. Dạ. Chúc Đạt đi may mắn nhá. Dạ vâng ạ. Hôm nay là cô mới đến. Vâng ạ. Thì là cô bị thoát vị đĩa đệm, hôm nay vâng. Cô mới đến thì là cô cứ chúc cháu là đi lên đường trên đường là may mắn. Cháu cảm ơn cô, cháu chúc cô cải thiện sức khỏe tốt nha cô nhé. Dạ. Vâng. Dạ vâng ạ. Vâng. Đấy rồi. Rồi cháu xin phép các ông các bà nhá. Chúc dạo này nhớ mình... mất tiếng sao chứ trên video là tiếng trong trẻo. Cháu đang ốm mà. À đấy đúng rồi. Từ cái hôm mà quay bắt thăm trúng thưởng là đã mất tiếng rồi đúng vâng. Không? Cháu phải uống cao ho liên tục thì nó mới không bị ho đấy. Đấy. Cao ho. Cao ho của Phúc Lâm đấy ạ. Đúng rồi. Cao ho Phúc Lâm tuyệt vời đấy ạ. Dạ. Vậy thì biết rồi. Ôi giời, nay mới gặp Đạt đến rồi. Hôm nay mới gặp Đạt đến rồi đây. Ôi giời vâng. Ơi. Thế bà có lời nào nhắn đến các con của bà không? À cô bây giờ thì cô lên từ sáng, cô từ Ninh Bình cô đến nhưng mà vâng. Cô chưa được khám. Vâng. Ừ. Thế là cô có một tí lời nhắn nhủ với con cô. Vâng. Là con gái ơi, con cứ yên tâm, mẹ sẽ chờ đây từ giờ đến chiều được, mẹ sẽ khám được. Mẹ sẽ mong là mẹ đi thì buồn, mẹ về thì rất vui. Vâng. Trước mắt là khi mà bà lên đây là cháu thấy vui lắm rồi đấy. Vâng. Vậy là cho nên là mẹ cũng chỉ có mong là lúc là mẹ về thì con lên con đón mẹ về là con đã rất phấn khởi. Vâng. Vâng. Thế còn thì cô cũng đang mong. Vâng. Là từ giờ đến chiều thì chắc là các cô thì sẽ được khám. Vâng. Bà tên là gì và bà đến từ đâu? À, cô là Hoàng Thị Quý, cô đến từ Hoa Lư Ninh Bình. Đấy. Vâng. Năm nay là cô 70 tuổi. Vâng. Đấy, cứ ước mong sẽ được một lần. Bà. Sẽ đến tận nơi, tay sờ, mắt thấy, tay nghe. Vâng. Và hôm nay sẽ đến tận nơi đến rồi. Ôi, nay ôm Đạt đến rồi. Vâng. Ôi, cháu chúc bà sức khỏe thật tốt nhá. Rồi. Cải thiện sức khỏe thật tốt. Dạ. Thôi là chúc cháu chân đường đi vào trong cơ sở 2. Dạ. Bình an. Dạ. Mạnh giỏi. Vạn sự được như ý và mau chóng trở về cơ sở 1. Dạ vâng ạ. Rồi, cháu cảm ơn. Vâng. Đây, ông có chia sẻ gì không ạ? Tôi là ở Tuyên Quang. Vâng ạ. Hôm nay lần đầu tiên tôi theo dõi cái kênh của Đạt đến rồi, lâu lắm rồi. Vâng. Tôi tin tưởng lắm rồi, giờ tôi đang đau đây. Vâng ạ. Đau chèn dây thần kinh. Vâng. Hôm nay xuống đây để khám và chữa bệnh ở tại cơ sở của Đạt đến rồi. Dạ vâng ạ. Chúng tôi xin mong muốn là
cũng muốn là được điều trị ở đây để cháu khỏi tôi về. Dạ vâng. Thì cháu chia sẻ với ông là lát nữa là cháu phải lên máy bay để đi vào cơ sở 2 thì cũng muốn lên đây để mà nói lời chào tạm biệt tới các bệnh nhân cũng như là cũng có những lời chúc sức khỏe đến các vị bệnh nhân đang điều trị tại cơ sở 1. Thì là đấy chúc ông là khi mà điều trị ở đây là cải thiện sức khỏe thật là tốt và mau chóng trở về với gia đình. Vâng. Chúc thương lâu bình an nhá, chủ tịch nhá. Ông tên là gì ạ? Tôi tên là Đỗ Lợi. Ông Đỗ Lợi ông đến từ Tuyên Quang. Tuyên Quang. Sơn Dương Tuyên Quang. Dạ vâng ạ. Vâng. Sơn Dương à, thế gần cây đa Tân Trào không nhỉ? Vâng vâng. Khu cây đa Tân Trào đấy. À vâng. Quê hương cách mạng đấy. Dạ vâng. Tuyệt vời quá. Vâng. Rồi cháu cảm ơn ông nhé. Vâng vâng, xin chào. Dạ. Đây quý vị ơi, Trá thì ngủ đây quý vị ạ. Ngủ đây là tối là ngủ với một thầy nữa ở đây để tiện theo dõi cái tình trạng sức khỏe. Và bây giờ thời gian này mà vẫn còn đang ngủ li bì, bây giờ là 11 giờ rồi quý vị ạ. Cháu ơi. Mệt à con? Dạ ông cháu ngủ ạ. Mệt à hay sao? Dạ. Hả? Không mệt nữa nhưng mà cứ buồn ngủ thôi. Nó buồn ngủ đúng không? Đấy là cái đấy thưa quý vị, là cái tác dụng phụ của cái kháng sinh mà để mà diệt cái khuẩn lao ấy là lúc nào cũng buồn ngủ thế này đấy. Nhưng mà có nghe thấy mệt không con? Dạ không ạ. Chỉ thấy buồn ngủ thôi à? Vâng ạ. Ờ thế cái vết mổ là còn đau nữa không? Cái vết mổ thì nó đi lành nhiều thì nó không thấy hơi đau. Ờ thì mình hạn chế đi lại thôi. Vâng. Buồn ngủ thì cứ ngủ thôi, nhưng mà đến giờ ăn là phải ăn cơm như chưa? Dạ vâng con. Đấy. Đấy, bất kể một cái gì cảm thấy mà nó không ổn trong người là phải bảo các thầy nhá. Vâng ạ. Ờ. Đấy, à, ngồi dậy xem nào. Có lạnh không? Không, không ạ. Đấy, bố là đấy, ốm hò đấy. Lạnh không? Dạ không. Ừ. Đấy nhá, tí nữa bố vào miền Nam rồi đấy. Dạ vâng, tí bố vào ạ. Ờ. Thế khỏe đi, bố cho vào trong đấy chơi nhá. Dạ vâng ạ. Ờ, ở nhà đấy giữ sức khỏe, uống chịu khó uống thuốc thời gian để cho nó cải thiện đi để... Còn đấy. Ba, nếu vâng. Hay ba hôm nếu con khỏi thì con sẽ đi học. Ờ. Đấy thưa quý vị, là đang thì rất là ốm như thế này nhưng mà cũng rất là mong muốn là hồi phục nhanh để đi học tiếp. Đấy. Thôi có khỏe hẳn đi học rồi. Dạ. Mặc áo phòng lạnh. Nằm đây con thấy thoải mái không? Dạ có, nằm hay bác sĩ và anh nữa thì con thấy được ạ. Đấy thưa quý vị, là Đạt cũng muốn là cho Trá vào trong này để cho các thầy lúc nào cũng ở bên cạnh ấy. Thì là có thể quan tâm hơn được cái tình trạng của Trá và có thể là xử lý nhanh nếu như mà gặp cái vấn đề gì. Cũng may mắn là các thầy cũng rất là quan tâm đúng không? Dạ đúng. Ờ, đây ăn uống là bữa đến bữa là cũng có người mang cơm xuống tận nơi đấy. Đúng không? Đấy, nếu mà... Vào tí xíu. Vâng. Rõ đứa ngày đấy nhà nhận. Không mới vào là có đi được, đi lại tốt à? Nó đi bây giờ nó vẫn đi lại được mà, Trá giờ vẫn đi lại được, nhưng mà có cái là nó đi lại nhiều thì nó lại đau cái vết mổ thôi. Thôi cố gắng sử dụng cái thuốc này, tại vì là cái khuẩn lao này là phải sử dụng thuốc kháng sinh lâu dài đấy. Đúng rồi, thuốc nhiều á. Hả? Thuốc hơi nhiều. Nhiều thuốc mà đấy, cho nên là chịu khó nhá, phải uống để cho nó tiêu diệt cái khuẩn lao đấy đi. Trong cái thời gian sử dụng thuốc này thì là nó sẽ rất là hạn chế cái việc mà tiếp xúc với mọi người ấy. Đấy, để mà nó tránh bị lây cái khuẩn lao cho người khác ấy. Đấy. Thật ra thì cái thời gian mà sử dụng thuốc này thì là cái khuẩn lao nó cũng rất là yếu rồi, nên là cái tỷ lệ mà lây nhiễm nó cũng rất là thấp thôi, không đáng ngại gì cả. Và thực tế là cái khuẩn lao này thì nó tiêu diệt là cũng đơn giản mà. Đấy. Thì cũng muốn là khỏi ốm xong là đi vào cơ sở 2 không? Nhưng mà con còn đi học chắc phải nghỉ hè. Nghỉ hè bố cho vào nhá. Dạ vâng ạ. Thế thì bố hôm nay đi rồi thì có lời nào mà muốn nói với bố không? Dạ con muốn bố đi, bố về nhanh nhớ bố. Chúc bố gì không? Dạ con chúc bố đi vui vẻ. Gặp may mắn mà. Bố đi bố về nhanh. Đấy nha, có nhiều, rất là nhiều cái mơ ước của Trá mà Đạt sẽ phải thực hiện trong tương lai. Tí nhớ lấy cao ho mà ngậm vào nhá. Thứ nhất ấy là cho Trá đi mổ chân này. Thứ hai là cho Trá gặp lại mẹ và chị gái. Đấy là cái điều mà Trá mong muốn nhất đúng không con? Dạ vâng. Đấy thì một là bố sẽ đưa con sang Trung Quốc, hai là sẽ
đưa mẹ con và chị con về đây chơi. Dạ vâng ạ. Thì thích sang Trung Quốc không? Dạ, con chưa biết nữa ạ. À, thôi, tóm lại là bây giờ cốt nhất là thứ nhất là phải khỏi cái phổi đã. Dạ, đấy. Xong rồi mổ cái chân cho nó khỏi chân đã. Đấy, thì xong là tính sau nhỉ. Dạ, vâng. Đấy, tương lai còn dài mà. Đấy thưa quý vị, là Trá là người Hơ Mông quý vị ạ. Thì đấy, cái hoàn cảnh của Trá là bố mất sớm thì mẹ thì cũng đi sang Trung Quốc lấy chồng. Và còn một chị gái nữa là cũng đi theo mẹ. Đấy thì cũng hai mẹ con ở bên Trung Quốc rồi. Con ở một người nhau một mình à? Không, khi mà cháu đón Trá thì là Trá ở với chú. Đấy thì nhà chú thì cũng rất là đông con cái nên là cũng không thể chăm sóc được cho Trá. Lúc đấy thì cậu bé này như là người rừng ấy. Còn bây giờ về đẹp trai. Ở gần bố Đạt là lây đẹp trai giống bố nhỉ? Bố Đạt theo dõi anh kênh Bố Đạt để không bố sót một tí nào. Đấy, cho nên là thôi phải cố gắng nhá. Vâng ạ. Đấy, thì thỉnh thoảng mà mình nằm mình thấy mệt quá thì mình cứ đi đi lại lại cho nó thoáng nhá. Đấy. Đấy, Tết vừa rồi cũng cũng nhiều bệnh nhân mừng tuổi đấy chứ nhỉ. Đấy, ở trên vùng cao mà bằng tuổi này là lấy vợ mà mấy con rồi đấy. Chỉ mấy con. Nhà. Nhiều lắm đừng con, mấy tuổi. Hay là lấy vợ cho nhanh khỏi bệnh nhỉ? À. Cứ theo Bố Đạt, bảo Bố Đạt xem có cô nào Bố Đạt cứ nhắm cho. Đấy nhá. Nên hàng hành tốt. Điện thoại thì đấy, có vấn đề gì mà cần đấy thì cứ gọi cho bố nhá. Dạ vâng. Rồi. Đấy thưa quý vị, là chắc là Đạt cũng phải nhanh chóng để mà lên chuyến bay để bay vào cơ sở 2 thôi. Thì là cái chương trình bốc thăm may mắn dành cho quý bệnh nhân ở cơ sở 2 Vũng Tàu thì sẽ thực hiện vào ngày 23 tháng 1 âm lịch. Đó thì là hôm nay là ngày 16 rồi. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Đấy thì trong vòng những thời gian đấy thì Đạt cũng muốn là vào đấy để mà có cái thời gian để chuẩn bị sắp xếp để ra một cái chương trình thật là hoành tráng và hấp dẫn, không thua kém gì so với cơ sở 1. Đấy. Vâng. Đấy cho nên là quý vị nào mà ở khu vực phía Nam mà muốn đến Phúc Lâm Bảo Đường cơ sở 2 thì quý vị hãy lần theo cái địa chỉ mà Đạt có để trên màn hình đây, và số điện thoại đó thì quý vị có thể liên hệ để mà được tư vấn và nhanh chóng đến cơ sở 2 để nhanh chóng chúng ta cũng sẽ cùng tham gia cái chương trình bốc thăm may mắn quý vị nhé. Đó thì qua đây thì con có lời nào mà chúc tất cả các ông các bà bệnh nhân của Phúc Lâm Bảo Đường không? Dạ, con chúc các ông các bà nhanh già. Kiểu như buồn ngủ bên chẳng quên hết gì, chẳng biết nói gì nữa. Không biết nói gì nữa. Rồi, chúc các ông các bà thật nhiều sức khỏe. Chúc các ông các bà thân có thật nhiều sức khỏe và mau chóng khỏi bệnh. Mau chóng khỏi bệnh. Khi điều trị tại Phúc Lâm Bảo Đường. Khi điều trị tại Phúc Lâm Bảo Đường ạ. À. Và hãy luôn luôn theo dõi và đồng hành ủng hộ cho bố của con. Và hãy luôn luôn theo dõi đồng hành và theo dõi bố của con ạ. À. Rồi, chắc là tuyệt vời. Ok, thế thì chắc là video của Đạt xin được tạm thời kết thúc tại đây để khẩn trương lên máy bay thôi quý vị ạ. Còn bây giờ thì chào tạm biệt quý vị nhá. Chào.